Đối với Di Đà phải chân thật có tín tâm, phải chân thật chịu tu hành, chịu phát nguyện, chịu cầu sanh tịnh độ. Bồ Tát đi giảng kinh nói pháp giới thiệu, đây là Bồ Tát chính mình hoàn nguyện. Phật A Di Đà vừa gia trì, vì người nghe đó, thực tế mà nói, người nghe Phật cũng gia trì. Nếu Phật không gia trì, bạn nghe kinh làm sao có thể sanh tâm hoan hỷ được? Các vị nhất định phải biết, bạn nghe đến pháp môn này rất hoan hỷ, rất bằng lòng. Không phải tôi giảng được hay, mà với tôi giảng không hề liên quan. Oai thần bổn nguyện Di Đà hiện tại đang gia trì bạn, cho nên bạn nghe được rất thông suốt, nghe được so với tôi giảng còn tường tận hơn. Tôi vẫn chưa giảng rõ ràng, bạn đều đã nghe được rõ ràng. Không phải đây là Phật gia trì sao? Là Phật lực gia trì, cho nên bạn có thể sanh tâm hoan hỷ. Chân thật một chút cũng không sai. Do đó họ có thể được viên mãn. Những người nghe này có thể ở trong lục độ, thập độ chuyên niệm, đang tu hạnh Bồ Đề, hành Phổ Hiền Đạo, là huân tu 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Đây là tu hành đạt đến trình độ của đỉnh cao nhất. Tuy sanh tha phương thế giới, vĩnh ly ác thú. Đây chính là không luận bạn đến thế giới nào nói pháp, hoàn cảnh của thế giới đó có xấu hơn, bạn cũng sẽ không bị đọa lạc. Đây đều là Phật gia hộ cho bạn. Phật A-di-đà gia trì, Phật A-di-đà thường thường chăm sóc cho bạn, không thể để bạn đọa lạc. Hoặc là thuyết pháp, hoặc là thính pháp, hoặc hiện thần túc. Đây đều ra mấy thí dụ. Hoặc giả là thích giảng kinh nói pháp, đây là Bồ Tát thị hiện thế giới Cực Lạc trở lại. Hoặc giả là thích nghe pháp, người nghe pháp cũng là Bồ Tát, vì đại chúng làm chúng cổ vũ. Con người này ở trong xã hội nhất định có thân phận, rất có địa vị, rất có đạo đức, được đại chúng kính ngưỡng. Pháp sư nói pháp, mỗi lần giảng họ đều đến nghe, để người khác xem thấy vì pháp sư này giảng đại khái là không tệ. Anh xem người kia đều đến nghe, nghe rất chuyên tâm, mỗi ngày đều đến nghe, đại khái là không tệ. Ảnh hưởng người khác, đang ảnh hưởng đại chúng, đi đều là Bồ Tát hóa thân. Việc này không dễ dàng. Những năm đầu tôi ở Đài Bắc giảng kinh, thầy của tôi, lão cư sĩ Châu Ban Đạo, ông là thầy giáo tại nhà của tôi. Thời kỳ kháng chiến, tôi đi học ở Quý Châu, ông là hiệu trưởng của tôi. Đến Đài Loan rồi, tôi học Phật, thường hay ở bên ngoài giảng kinh, mỗi ngày ông đều đến nghe. Hơn nữa, còn ngồi ở trên hàng đầu. Mỗi lần nghe, ông còn ghi chép lại. Ông đem cuốn ghi chép này, dường như dáng vẻ rất dụng công. Ây da, chúng tôi nhìn thấy rất là cung kính. Còn Lý lão sư thì sao? Thường hay nêu ông ra để làm tấm gương. Bạn xem lão tiên sinh có đạo đức, có học vấn, cũng làm không ít sự nghiệp. Tuổi tác lớn như vậy rồi, nghe kinh còn chăm chỉ như vậy. Không luận là người nào giảng kinh, người sơ học đến giảng kinh, ông cũng chăm chỉ nghe, cũng ghi chép lại, không biết ghi được cái gì.
Như thế mãi đến năm trước hơn 90 tuổi mới giảng sanh. Đây là việc rất khó làm, có thể ảnh hưởng đại chúng thích nghe pháp. Hoặc hiện thần túc. Thần túc chính là thị hiện thần thông, biến hiện tự tại. Thế nhưng thấy đều là gì? Tiếp dẫn tất cả chúng sanh thâm tín tịnh độ, phát nguyện cầu sanh. Vậy thì đúng. Nếu như thị hiện thần thông mà bảo bạn đừng niệm Phật A-di-đà, vậy thì thật là không đúng. Đó là ma thị hiện. Nếu là Bồ Tát thế giới Tây Phương đến thị hiện, nhất định thị hiện khuyên bạn đối với pháp môn tịnh độ này thâm tín không nghi, niệm Phật cầu giảng sanh. Vậy thì đúng. Việc này vừa xem cùng với trong kinh là tương ưng, chúng ta biết được đây là Bồ Tát Tây Phương tái sanh. Tùy ý tu học, vô bất viên mãn. Tùy ý tu học thì đều là gì? Độ chúng sanh. Đều là gì? Thành tựu tất cả chúng sanh, tiếp nhận Phật A-di-đà và giáo huấn của chư Phật. Đều thích phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhược bất dĩ giả, bất thụ chánh giác. Ngã tác Phật thời, sanh ngã quốc giả, sở tu ẩm thực, y phục chủng chủng, cộng cụ tùy ý tức chí, vô bất mãn nguyện. Lời nguyện này đối với chúng sanh mười phương thế giới mà nói quan hệ rất lớn. Chúng sanh sáu cõi thiên đạo so ra tốt một chút không vấn đề, người cõi trời phước báo lớn, đời sống vật chất thì không cần lo lắng. Thế nhưng từ cõi người trở xuống, đời sống đều tương đối khó khăn, mưu sinh không dễ. Cho nên người xưa thường nói pháp luân dị chuyển, thực luân tiên. Trước tiên chúng ta phải ăn được no, mặc được ấm mới có thể nói đến học Phật. Thế như ba bữa cũng không được no, còn tâm tư nào mà học Phật? Có thể thấy được cuộc sống này thực tế mà nói, chúng ta xem nó rất nặng. Cho nên Phật ở nơi đây vì chúng ta giới thiệu đời sống vật chất của thế giới Tây Phương. Tùy ý tức chí, không cần phải lo lắng, không cần phải kinh doanh. Y thực, đặc biệt là ẩm thực, người mới đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tập khí này vẫn chưa quên mất. Thực hiện chương trình Vọng Tây Cư Sĩ, nhà sách thư viện Viễn Tuệ, 1431 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình, điện thoại 9485100. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thu âm do nhà sách Thiện Phương, 184 Cao Thắng, phường 11, quận 10, thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bản thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.